Những ngày qua, trên địa bàn tỉnh Bình Định liên tục có mưa lớn ở diện rộng, khiến cho nhiều địa phương ở vùng hạ lưu sông Côn như thị xã An Nhơn, huyện Phù Cát, Tuy Phước, Hoài Ân ngập trong nước lũ, giao thông nhiều nơi bị chia cắt. Sống ở vùng thấp trũng, được xem như rốn lũ mỗi khi mùa mưa đến, ông Lý Lương Hải, chú thôn Lương Quang, xã Phước Quang, huyện Tuy Phước, luôn canh cánh trong lòng vì không thể đi làm, kiếm thêm thu nhập để lo cuộc sống gia đình. Mà vùng này thì nói chung là có mưa là cả nước. Nói chung là dùng này dùng trũng của xã. Riêng bản thân gia đình anh thì anh có anh rồi có một mẹ già bị tai biến nữa thì nó điều đó khó khăn. Anh nói chung là cứ mùa mưa là tốt nhất là nó già trực chiến để mà đồ đạc trong gia đình. Đồ thì nói chung là cũng chuẩn bị tinh thần tại ở vùng lũ quen rồi. Nước ví dụ như mình canh ví dụ nước khoảng có 10 phân nữa là di chuyển đồ đạc lên vùng cao. Nước là năm nào nó cũng lũ lớn như vậy mà đây là mới có vừa tạm thôi, nó còn lớn hơn nữa. Vô nhiều khi là tới vô nhà là cao hơn mét vậy. Nhiều khi nhà có con nhỏ rồi á, dạng ở chính giữa nó không có ai xuống nước mà xuống nửa đêm rồi, không có ai cứu trợ kịp. Là dù nhà mà không có đàn ông rồi là không có xây sở kịp. Trao đổi với lao động, ông Nguyễn Ngọc Xuân, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tuy Phước cho biết, ảnh hưởng của mưa lớn những ngày qua đã khiến các xã khu đông như Phước Hòa, Phước Thuận, Phước Nghĩa, Phước Thắng, Phước Quang bị ngập trong nước lũ. Hiện tại, lũ mới ở mức độ báo động 2, chưa gây ra nhiều nguy hiểm. Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, địa phương đã chỉ đạo các xã tổ chức rào chắn các khu vực bị ngập nước, ngăn người dân qua lại, nhất là những đoạn tràn nước chảy xiết.